sau gần nửa năm mới quay trở lại ông Năm nè. Dịch bệnh mà ông Năm. Thấy dịch còn gì phút. Đưa lên cái ghe ông Năm hết hồn luôn. Trời ơi, dạ. Ghe bận quá trời của mình ông Năm nữa là chết rồi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại Bùi Hồ đang có mặt tại quận Gò Vấp của thành phố Hồ Chí Minh đó cô bác quý anh chị. Và sau một thời gian giãn cách khá là lâu ở Sài Gòn này thì hôm nay Bùi Hồ quay trở lại hoàn cảnh của ông Năm mà sống trên một cái chiếc ghe một nét, cũng như là công bố lại danh sách mạnh thường quân đã hỗ trợ cho ông Năm mua chiếc ghe. Và đây là hình ảnh ông Năm. Con chào ông Năm. Ông Năm nhớ con không? Nhớ chứ ông nhớ. Con tên gì? Lâu quá cũng quên rồi. Nhớ mà lâu quá cũng quên rồi. Ông Năm đang làm cái gì hả? Đang ngồi mấy củi ghe. Còn bên này? Hả? Bên này? Này mấy bình nước này chứa nóng cơm. Ông Năm múc nước ở đâu? Trong nhà người ta, xin nước nhà người ta. Dạ. Không ngờ sức khỏe của ông Năm sao rồi? Cũng bình thường rồi coi. Qua thời gian dịch thì thấy cũng yên mà. Ông Năm hôm trước là dịch bệnh an toàn hả? Ông Năm không có bị gì. Không bị gì ha? Ông Năm chích người xong hết chưa? Có 2 mũi rồi. 2 mũi rồi. Rồi lúc đó dịch bệnh rồi ở dưới này có ai trợ cấp cho ông Năm không? Có nha. Thì người ta trợ cấp đây có hết. Trợ cấp? Đâu có cho đi ra đi vô gì đâu. Nó rào hết đó. Dạ. Rồi lát nữa ông xách này xuống ghe. Không có. Để đây nấu ở trên bờ đó, nấu cho đó đó. Đợt gì rồi gạo nhiều không ông Năm? Hả? Gạo á? Gạo hả? Người ta cho mình nhiều không? Có, thì trời ơi, gạo ăn làm sao hết. Giờ còn dưới ghe luôn. Còn dưới ghe luôn hả? Thôi bây giờ hai ông cháu mình đi xuống ghe đi. Thì đợt vừa rồi thì con thay mặt mạnh thường quân có chuyển cho ông tiền để mà ông mua một cái chiếc ghe, thay cho cái chiếc ghe một nát của mình. Lúc đó là chiếc ghe của mình sao ông Năm? Ghe cũ á? Ghe cũ thì nó ngay là nước nó vô nhiều, nó muốn hư rồi. Thành thử ra coi như là cũng nhờ mạnh thường quân giúp đỡ cái ghe đó đó. Dạ. Thì ông Năm mới có ở sửa lại, còn mệt mỏi quá. Bây giờ ở an toàn chưa? Ở thì an toàn rồi, nhưng mà lúc làm mệt mỏi lắm. Tại sao? Là lúc đó con... Con ở quê? Thì con lên không được á. Dạ. Thành thử ra trời nói đủ thứ cái khó khăn. Thì ông Năm đâu có tiền mướn ra. Thì cũng nhờ hôm làm thiếu rồi bữa nào rồi ta có thử đứa. Dạ. Thôi ta thiếu thốn đủ đường cái ngõ thấy chán đó. Anh nghĩ là thôi kệ. Cũng anh em cũng thương cũng giúp đỡ vậy thôi. Bây giờ hai ông cháu mình đi xuống dưới đây. Đây. Làm đi trước rồi. Ngập. Ôi, nước ngập không Năm? Nước ngập. Phải xăng bồn lên mới được hả? Ôi, rồi sao ta? Để ông Năm lấy cái xuồng kia vô cho. Dạ. Cái xuồng kia vô, cô xuống. Cái tay của ông Năm á. Khổ dữ. Không gà có đi hái rau muống không Năm? Có, đây nè ông Năm. Dạ, bán ngày được nhiêu? Được mấy chục ngàn. Cô đứng đó chờ. Dạ, con đứng đây con chờ ông Năm ha. Đây là cái rau muống tóc này nè cô bác quý anh chị. Là ông Năm phải ở trên cái xuồng này. Đây là một cái chiếc xuồng mới. Và cái công việc hàng ngày á là trên một cái con kênh như thế này. Mặc dù nó rất là bẩn và ô nhiễm rồi. Nên là nữ, nhưng mà ông Năm vẫn hái rau muống này bán cho mọi người nè. Đó, nước ngập rồi. Cô bác quý anh chị coi hình ảnh của ông Năm đó, thấy không? Được khổ dữ không? Và cái chiếc xuồng nhỏ kia là ông Năm sử dụng để mà đi hái rau muống. Mỗi ngày bán được nhiêu ông Năm? 50 ngàn à. 50 ngàn. Ai biết được rằng là dưới một cái con kênh này rồi lại có một cái ông cụ hàng ngày phải đi hái rau muống bán giữa một cái Sài Gòn hoa lệ như thế này. Ông sử dụng cái nào để ông bơ? À. Ông bơ đi á. Phải có cái lệnh
À dạ. Sau gần nửa năm mới quay trở lại ông Năm nè. Dịch bệnh mà ông Năm. Cũng là thấy dịch con giấy gì xuống. Dạ, rồi sao? Khó khăn. Dạ. Con bước lên ha. Chị em ông Năm. À, trời không thật. Chị em cái là con dăng dưới liền. An toàn là trên hết nha ông Năm. Không sao, ông Năm nó không sao là không sao. Nước nè, cô bác anh chị thấy. Thôi ngừng, con lên. Con lên. Mình cũng có kinh nghiệm đi xuồng. Ôi ơi, chiếc xuồng này nó bự thiệt đó ông Năm. Rồi tối ông Năm ngủ ở đâu? Ngủ ở sao á? Mì sao ha? Trời đưa lên cái ghe ông Năm hết hồn luôn. Trời ơi, dạ. Ghe bự quá trời của mình ông Năm rồi chết rồi. Sợ quá. Mấy cô chú đó hàng xóm không nè? Hả? Hàng xóm hả? À. Không sao nó có gì. Dạ. Ngoài trước này sao không đóng ông Năm? Ừ. Sao không đóng ngoài trước này? Trời ơi, còn thiếu thốn nhiều lắm. Thiếu nhiều ha? À, tôi nè, tôi thì nhỏ cháu đó, nhỏ cháu đó nó điện cho con hoài đó. Dạ, Châu, à, chị Châu. À, nó cho ông Năm mượn tiền nó mua tôn đó. À. Rồi cây cối này cũng vậy, trời rồi nó khó khăn. Thì nó ngay mua được chiếc ghe không rồi đâu có gì đâu. Ghe này dạ. Nó không có cây cối gì hết. Thành thử là nó khó khăn trong Năm. Khó khăn trong Năm lắm. Ừ. Ông Năm mướn người ta làm hả? Trời ơi, chúng mình ông Năm có thấy cái ghe bự vậy nè. Phải mướn người ta làm chứ một mình ông Năm làm sao nổi. Dạ. Qua dịch là gặp ông Năm khỏe là mừng rồi. Ừ, ông Năm cảm ơn con. Dạ. Qua chiếc ghe mới này còn tạc không ông? Đó cũng đỡ vậy thôi, còn tàn sao? Châu á là nhỏ cháu nó cho mừng tiền mua mấy tấm tôn đó. Dạ, mừng hết nhiêu? Mừng hết 5 triệu. Rồi coi như là làm chưa được ra mé đó nữa, phải lấy bạc che đó con. Dạ. Thì con cứ thấy không đấy, phải lấy bạc che. Cùng với cô bác dạ. Lấy mấy cái tấm bạc này che ha. Hết 5 triệu mấy tấm tôn ở trên này nè. Đó. Hôm trước con nhờ chị Châu quay không à, chứ con đâu có lên được đâu. Đúng rồi, lúc con dịch quá trời con có lên cũng đâu ai cho vô. Không ai cho vô đâu. Quá trời dịch. Dạ. Dạ không biết là lúc đó là trời ai cũng vậy, không biết mình sẽ ra sao. Không biết là bữa nay ấy mai không biết sao. Đúng rồi. Lúc đó thì nhà chị Châu quay thì hình ảnh còn mờ quá. À. Lại con coi sao cái tình hình dịch bệnh thì ông Năm như thế nào rồi. Ngay lúc đó thì ông Năm không có bị. Tại sao ông Năm sống có mình à? Dạ. À, người ta sống gia đình ta đông là người đi tới đi lui là lây. Dạ. Còn ông Năm sống có mình không có sao hết. Ông Năm thì khỏe hơn ha. Châu là nhỏ cháu là trọng, gia đình nó bị hết luôn. Bị hết luôn không nè? Bị hết luôn. Mà thôi qua khỏi nha. À qua. Ông Năm cho con ra ngoài sau đi. Anh chờ ở con cứ đi, đâu có gì đâu. Dạ, cho con ra sao con coi. Con đi thẳng ra tới sao. Dạ. Về Bùi Hồ rồi quay ra sao cô bác anh chị. Rồi lát nữa thì Bùi Hồ sẽ công bố số ở trên này thì ông Năm vẫn còn làm tạm bợ lắm. Và đây là những cái miếng dán này ông mua luôn hay ông Năm? Mua không chứ ông Năm làm gì khó. Cái này là mua luôn nè, che ở trên này thì cũng ấm cúng rồi. Đây là chỗ ông Năm ngủ. Nước đi ngoài sau đó không Năm? À không sao đâu. Đây là chỗ ông Năm ngủ nè cô bác anh chị.
cho sinh hoạt tắm rửa cũng năm nè. Nói chung là ghe này nó có vô nước không Nam? Cũng có chút đỉnh rồi này. Có tắt nước nữa không? Không. Không hả? À, thì 3-4 bữa thì cũng có tắt một lần. Còn chiếc ghe cũ? Ghe cũ nó chìm đó. Chìm luôn hả? Chìm luôn rồi. Mất xác luôn rồi. Còn nằm bên đây. Còn nằm. Hôm trước ông mua ghe này 20 phải không? Đó đó. Bây giờ cho nên nó nghe là nhờ mạnh thường quân giúp đỡ thì ông Năm là mua được chiếc ghe này mà nó mang lên cái xác không à, chứ đâu có cây cối gì đâu. Đó ngói ghe chợ cây đâu làm đó, thử ra coi tôn cũng vậy không có gì hết đó. Nó cũng ráng cố gắng mượn rồi nhờ anh em là ghe nữa rồi giúp giùm, chứ một mình đâu có nắm làm đâu có được. Con có thấy trụ cây cối một mình lông ông đó chứ có đỡ lên cũng nổi gì để nó làm này làm kia. Cũ thì cũ nhưng mà có cái may mắn là mua chiếc ghe này nó kịp thời dịch bệnh luôn, chứ không ấy chìm ghe nửa đêm rồi không biết sao luôn hay ông Năm. Đúng rồi. Dạ. Nói chung là qua cái đợt dịch vừa rồi đó thì Bùi Hồ có chuyển tiền cho chị Châu, là coi như là cháu họ của ông Năm á, để mà ông Năm mua một cái chiếc ghe như thế này nè cô bác quý anh chị, với giá tiền là 20 triệu đồng. Rồi ông Năm sửa lại hết nhiêu nữa rồi? Chắc cũng hơn 20 triệu. Sửa lại thì hơn 20 triệu. Thì một lần nữa hôm nay á thì con qua thăm ông cũng như là cho Mạnh Thường Quân biết được sức khỏe của ông hiện nay như thế nào. Công bố danh sách Mạnh Thường Quân đã ủng hộ số tiền trong năm hai cô bác quý anh chị, thì Bùi Hồ có lưu ở trong điện thoại hết à. Ấy, trước tiên thì của chú Định, số tiền ủng hộ của ông Năm ở Gò Vấp thì đó là chú Định ủng hộ cho ông Năm 200 USD. Thì clip trước ghé thăm ông Năm, Bùi Hồ đã có gửi cho ông Năm 100 USD để ông Năm xoay sở. Thì còn lại là 100 USD. Hai là chị Phạm Thị Mỹ Dung và chị Phạm Thị Mỹ Huệ, cũng là Việt Kiều Mỹ, chú Định cũng là Việt Kiều Mỹ luôn cô bác quý anh chị, gửi cho ông Năm 600 USD. Thì đợt đó mình có mua cho ông Năm một cái điện thoại cùi bắp nhỏ là 486.000 đồng. Ba là cô Bùi Thị Ánh cũng là Việt Kiều Mỹ gửi cho ông Năm 200 USD. Tổng cộng cái số tiền của ông Năm hiện nay là 900 USD. Và Bùi Hồ đã chuyển khoản cho chị Châu là cháu của ông Năm là 20 triệu đồng để mua chiếc ghe. Nếu như tính số tiền 900 USD, nếu như ở Việt Nam đổi 23.000 đồng thì nó là 20.700.000 đồng. Đó thì mình chuyển cho ông Năm trước là 20 triệu, với lại tiền mua điện thoại thì cũng còn được mấy trăm nghìn đồng đấy. Mai mốt thì mình sẽ lên ông Năm và thăm ông Năm, trực tiếp thăm ông Năm để mà quay cho cô bác quý anh chị xem cho rõ hơn. Thì trong cái quá trình mà chuyển tiền mua ghe cho ông Năm á cô bác quý anh chị, Bùi Hồ có nhờ chị Châu dùng cái điện thoại của mình để mà quay clip. Do lý do là chị Châu thì không có thường đi quay clip chuyên nghiệp nên hình ảnh nó hơi bị rung lắc, nên là nữ là cô bác quý anh chị xem và thông cảm. Và đây là cái clip về cuộc sống của Năm và chị Châu quay, mời cô bác quý anh chị xem. Thì thông tin cùng với cô bác quý anh chị thì hiện nay ông Năm đã có một cái cuộc sống mới, đó là ông Năm đã mua được một cái chiếc ghe. Em cũng là cháu của bác Năm thì em cũng đại diện, tại vì dịch quá anh Hồ ảnh không có xuống đây dưới đây được, nên ảnh có gửi tiền cho bác Năm qua em, qua thẻ thì ảnh gửi hai lần, một lần là 10 triệu, hai lần là 20 triệu. Em có nhận giùm cho bác Năm em, rồi em có gửi cho bác Năm để trả tiền ghe cho người ta. Và con cũng công bố lại danh sách Mạnh Thường Quân ủng hộ cho ông Năm ha. Một là chú Định là Việt Kiều Mỹ, 200 USD thì trước đó con đã gửi cho 100 USD. Rồi còn lại 100 USD. Hai là chị Phạm Thị Mỹ Dung và chị Phạm Thị Mỹ Huệ cũng là Việt Kiều Mỹ gửi cho ông 600 USD. Trong đó lần trước con có mua coi cho ông cái điện thoại là 486.000. Thì ba là cô Bùi Thị Ánh Mỹ, cô Bùi Thị Ánh ở Mỹ luôn gửi cho ông 200 USD. Thì tổng cộng là 900 USD, thì tương đương với lại 20.700.000 đồng. Thì con đã chuyển khoản đầy đủ cho anh chủ ghe là 20 triệu đồng, và cũng như là cái số tiền thì còn lại là 486.000 đồng á, thì là coi như là con đã mua cho ông cái điện thoại, còn lại mấy trăm ngàn
ha. Thì cái điện thoại ông còn không Năm? Còn nhỏ để Châu giữ chứ ông Năm đâu có giữ. Ông Năm không xài hả? À, không có xài, có còn ai đâu mà xài. Rồi ở đây ông Năm sử dụng điện nước sao? Điện năng lượng nè. Năng lượng mặt trời. Người ta cũng cho ông Năm á. Ta cũng cho ông Năm à. Thì hôm nay con thay mặt cho một cái chú Kevin Trần ở Mỹ gửi cho ông Năm cái bóng đèn điện. À, ông Năm mở ra sạc điện thoại được luôn á. Cái điện thoại cũ sạc được luôn á. Con mở ra cho ông Năm coi ha. Đây. Cái bóng đèn này ông Năm dùng để đi ghe được nè ha. Dùng để thắp sáng tại nhà được nè ông Năm. Ấy, ôi, cái móc nó rớt dưới rồi. Lát lấy lên. Trời ơi, đây con ông Năm cầm này rồi. Con mở ra cho ông Năm coi. Cái này chú Kinh Vinh Trần ở Mỹ gửi cho ông Năm ha. Đây. Rất móc ở dưới lắc lụm lên được không Năm? Được không Năm? Được. Rồi, con gắn này vô cho. Này ông mén đi được, cầm cũng được luôn. Ha. Đây ông gạch lên dày. Là nó sáng đèn, đèn này cũng năng lượng mặt trời luôn ha. Đó, ông úp xuống vậy là tắt nè. Sáng đèn để mình để gì nè, mình ngồi ăn cơm rồi đó ông Năm. Hay không? Rồi cái này là bóng đèn gọi. Đó, ông Năm thấy không? Nè. Đó. Gọi đó ông Năm thấy chưa? Thấy. À, gọi thêm cái nữa ha. Bấm cái nữa là tắt. Còn nếu như mà ông Năm đè hoài thì nó chuyển sang thành đèn ngủ. À. Hay không? À. Rồi đè lại hoài cái nữa tắt, gạch lên. À. Hay không? Còn cái này là đồ sạc điện thoại. Ông Năm gắn vô đây là sẽ thành đồ sạc điện thoại nè. Lấy điện trong này ha. Cái điện thoại cũ của mình đó ông Năm. Đây là cái đồ năng lượng mặt trời. Ông Năm đem lên chỗ nào á, hết điện cái ông Năm đem đi máng, máng lên. Ha. Hay không? Đây con gửi cho ông Năm. Mừng ông Năm. Ừ, mừng ông Năm mừng quá. Mừng quá ha. Nói đúng là ông Năm đâu có gì đâu, chứ nghe ai cho ông Năm cái gì là ông Năm mừng cái đó chứ không quan lắm là cái gì. Thì ông Năm cũng rất cảm ơn. Dạ. Mà con thấy đẹp á. Ha. Ừ. Con thấy cái đó giờ thì rất là thiết thực cho ông rồi. Nó tiền lợi. Rồi. Con gửi trả ông 200.000. À, tiền của Mạnh Thường Quân hôm trước còn dư. Đây, con gửi ông Năm 200.000 hôm trước đó, à, 900 đô rồi đó ông Năm. Con đổi ra 20 triệu với lại 700.000 đó. Ha. Rồi còn dư là 200.000. Này là con thay mặt cái chú Kevin Trần nè. Tặng cho ông Năm đèn, tặng cho ông Năm thêm 500.000 nữa để sử dụng qua mùa dịch. Quý quá. Dạ. Ông Năm cảm ơn rất nhiều. Quý không? Lúc này ông Năm các con muốn bán thì đâu được bao nhiêu tiền, cũng qua loa vậy thôi. Tới đâu tới, thấy còn xuống mà ông Năm đâu có nhận ra đâu. Dạ. Đen hơn ngày xưa không nhận ra. À thì không phải tại con đeo khẩu trang thành thử đó con ông Năm không có nhận ra. Hỏi như ông Năm làm đó ông Năm biết vậy thôi. Dạ thì một lần nữa con gửi thay mặt chú Kevin Trần gửi cho bóng đèn với lại 500.000 cái này 200.000 còn lại. Rồi một lần với lại thay mặt Mạnh Thường Quân để mà đại diện Mạnh Thường Quân để mà quay lại cái chiếc xe quay lại chiếc ghe của ông nào cho Mạnh Thường Quân xem cuộc sống của ông như thế nào rồi ha. Tại một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ thay mặt ông Năm xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho ông Năm có một cái chiếc ghe mới, một chiếc ghe dù nó không mới nhưng nói với ông Năm vậy là quý lắm hay ông Năm máy tự nhiên ta. Ông Năm nói lại đi. Thì ông Năm cũng cảm ơn bà con từ thiện giúp ông Năm có cái chiếc ghe này. Thì ông Năm ở là coi như nó thoáng mát. Tuổi ông Năm thì cũng nó lớn rồi mà sống có một mình thành thử ra coi như là nó cũng hơi khó khăn chút. Ông Năm cũng cảm ơn tất cả. Dạ. Yeah. Thay mặt ông Năm xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho ông Năm chiếc ghe này. Con xin chúc thay mặt Mạnh Thường Quân chúc cho ông Năm có một cái sức khỏe dồi dào, đặc biệt là luôn giữ gìn sức khỏe để mà vượt qua những cái giai đoạn khó khăn nào đó. Và con xin phép ông Năm con về.
nhớ giữ tiền cẩn thận nha ông Năm. Rồi. Bóng đèn đó, ăn cơm rồi đó, ông có treo lên thì treo nha ông Năm. Rồi. Thôi hai ông cháu mình về ha, về. Rồi. Ông Năm cảm ơn con rất nhiều nha. Dạ. Con chỉ đại diện cho Mạnh Thường Quân thôi à. Nói chung là chiếc ghe thì cũng cũ nhưng mà cũng quý lắm. Ông Năm ơi, con lên đây nha. Thôi thưa ông Năm con về ha. Dạ, chúc Năm luôn có sức khỏe dồi dào.